ngày 5 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người tử vong tại nhà. Theo Tuổi Trẻ, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Văn Hường, 66 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ ông là bà Nguyễn Ngọc Ích, 58 tuổi, cùng con gái là chị Trần Thị Mộng Tê, 33 tuổi và cháu ngoại Phan Mạnh Tê, 6 tuổi đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau. Theo nguồn tin ban đầu, người gây ra vụ án mạng có thể là chồng sau của chị Tê. Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp công an huyện phối hợp với phòng kỹ thuật công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn.